Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thúy Ngân sở hữu ngoại hình xứng đáng điểm mời từ làn da đến chiều cao. Lê Huỳnh Thúy Ngân là nội diễn viên ngày càng nổi danh trong showbiz Việt với loạt vai diễn thành công. Cô còn phụ sống nhiều gam show đình đám. Bên cạnh đó nhắc đến Thúy Ngân, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến cô nàng sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa, đặc điểm tuyệt đối từ làn da đến chiều cao. Mới đây trên trang cá nhân, Thúy Ngân khiến người hâm mộ lại một phen đứng ngồi không yên với loạt ảnh mới. Nữ diễn viên diện chiếc váy đỏ bồng bềnh, thiết kế cúp ngực giúp cô khoe được bào vai ngọc ngà và xương quai xanh gợi cảm. Sắc đỏ vốn là nỗi sợ đối với nhiều người, nhưng Thúy Ngân lại trở nên rực rỡ hơn khi diện nhờ làn da trắng xứ. Ngắm khoảnh khắc mới của Thúy Ngân, người hâm mộ phải thừa nhận rằng cô sở hữu ngoại hình xứng đáng đạt điểm 10 tuyệt đối. Nữ diễn viên cây táo nở hoa cao 1m7, Thúy Ngân không chạy theo tiêu chuẩn quá gầy như nhiều sao nữ khác mà giữ vóc dáng mức cân đối, trong có da có thịt lại càng hút mắt người hâm mộ hơn. Điểm vàng trên cơ thể Thúy Ngân chắc chắn là đôi chân dài nuột nà. Dù không đạt tỷ lệ cơ thể chính một như thần tượng xứ hàng, nhưng Thúy Ngân luôn tự tin khoe chân với các kiểu váy cắt xẻ cao. Hơn nữa, quần sọt, chân váy ngắn cũng là item được cô ưu ái nhờ chọn gốc chụp cực phẩm Thúy Ngân lại càng trông cao hơn khi lên hình. Ngoài đôi chân cực phẩm Thúy Ngân còn ghi điểm với làn da trắng ngần, hiếm sao nữ nào dễ dàng cân đẹp mọi sắc màu váy áo, từ hồng tím đến vàng đỏ. Người hâm mộ như sốc quy dùa mỗi lần chiêm ngưỡng hình ảnh của nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ. Một điểm đặc biệt về ngoại hình của Thúy Ngân chính là gương mặt gần đạt tỷ lệ vàng. Vừa qua, người hâm mộ đã thử chỉnh sửa gương mặt của nữ diễn viên sinh năm 1991 theo khuôn mẫu sẵn có. So sánh ảnh trước và sau khi chỉnh sửa, cư dân mạng nhận thấy không có quá nhiều sự khác biệt, di chuyển không quá nhiều các vị trí mắt, môi, để khớp với bản thảo. Chỉ qua một phép thử, người hâm mộ lại càng khẳng định hơn về nhan sắc khó ai vượt qua của Thúy Ngân, đây cũng chính là lý do ngoại hình của cô nhận về điểm mời tuyệt đối, hoàn hảo từ gương mặt bóp dáng đến làn da. Không chỉ người hâm mộ trầm trồ vì ngoại hình của Thúy Ngân, đến đại mỹ nhân Ninh Dương Lan Ngọc còn cực mê mẩn. Xuất hiện trong một sự kiện, Lan Ngọc và Thúy Ngân cùng đổi sắc trong chiếc váy trắng. Hai nữ diễn viên chung khung hình lại cùng nhân đôi vi sùa, fan ngắm không rời mắt. Xinh đẹp chẳng kém ai, nhưng nữ diễn viên gái già lắm chiêu vẫn xinh vía đẹp của Thúy Ngân. Cô còn hài hước treo. Tôi làm việc vất vả, còn Thúy Ngân được ở nhà chơi, hưởng thụ sung sướng nên càng ngày càng đẹp. Từng tham gia đấu trường nhan sắc nhưng không may mắn giành giải cao, Thúy Ngân lại càng thăng hạng về nhan sắc. Những yếu tố hoàn hảo từ đôi chân dài, bầu vai đến làn da của cô khiến biết bao fan girl cũng ghen tị. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những hình ảnh này của Thúy Ngân? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.